phục áo gió Wego Uniform ấm lòng nhân viên, sáng bừng thương hiệu trong mùa đông lạnh giá. Vải gió chống thấm nước Kadena Nhật Bản có cấu trúc diệt hai mặt, mặt ngoài màu sắc tinh tế với hơn 20 hệ màu phong phú, mặt trong phủ lớp polynon mềm mại giúp giữ ấm, chống thấm nước, thấm gió tuyệt đối. Chất liệu vải đạt độ hoàn hảo 100%, không bay màu, chống nhăn, chống bám bụi. Thiết kế áo hai lớp, lớp trong là lưới chống dính, có túi bên mặt trong của áo tiện lợi cho việc đựng tiền, đựng ví, đựng điện thoại di động, chống trộm tuyệt đối an toàn. Phụ kiện khóa cao cấp, không bung, không nhão cho độ bền cao. Đặt may ngay đồng phục áo gió để thương hiệu của bạn luôn hiện diện ngay cả khi nhân viên mặc đi ngoài đường. Thiết kế mẫu áo và logo miễn phí, giá may tại xưởng không qua trung gian, đảm bảo đúng tiến độ, nếu không Wego Uniform chịu 100% trách nhiệm, miễn phí vận chuyển toàn quốc. Bảo hành áo miễn phí 3 tháng, bảo hành 2 năm không bong chóc đối với hình thêu và hình in 3D chuyển nhiệt. Liên hệ ngay để lấy vải mẫu miễn phí và báo giá tốt nhất từ đồng phục Wego Uniform. We don't wanna grow up.